xem SBTN Online TV mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Online TV trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon. Kính thưa quý vị, sau lưng chúng tôi, hôm nay đường phố Paris rực rỡ một màu cờ. Gần 30 hội đoàn đã cùng nhau tập hợp lại để tổ chức lễ vinh danh 70 năm cờ vàng Việt Nam tự do. Chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Giữa quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, ngọn lửa tự do đã được đốt lên trên đường phố Paris ngày 9 tháng 6 vừa qua. 1948-2018, 70 năm để nhớ về ngày lá cờ được chính thức công nhận là lá cờ đại diện cho quốc gia Việt Nam. Ban tổ chức cho biết mục đích tổ chức vinh danh lá cờ cũng là để ghi ơn cho những người đã hy sinh cho lá cờ, cho các giá trị Việt Nam, tự do, dân chủ. Chúng ta có mặt ngày hôm nay để hỗ trợ cho những người đấu tranh trong nước. Chúng ta có mặt ngày hôm nay để nói lên nguyện vọng của người Việt trong và ngoài nước, cho cả nước Việt Nam tự do, dân chủ và tự chủ. Và chúng ta có mặt ngày hôm nay để chống lại mưu đồ bán nước cho Trung Cộng. Hàng trăm người Việt từ khắp nơi trên nước Pháp, cũng như nhiều người Việt đến từ Đức, Hà Lan, Bỉ, v.v. đã phấn khởi tập trung về Paris để tham gia sự kiện đặc biệt này. Đài SBTN ghi nhận ý kiến của một số đồng hương cho biết lý do họ tham gia cuộc diễn hành như sau. Cái việc mà chúng ta biểu tình ngày hôm nay, một phần là để vinh danh lá cờ vàng, một phần là để vinh danh cái chính nghĩa quốc gia, một phần là để nói lên cái tiếng nói thượng tôn những cái giá trị về tự do. Và cái việc thứ hai nữa là chúng ta động viên bà con ở trong nước là mọi người hãy cùng đứng lên, hãy mạnh dạn đứng lên vì những cái giá trị về tự do, về dân chủ. Bổn phận của mỗi người Việt Nam là phải có mặt trong bất cứ một cuộc biểu tình gì để chống cộng sản, chống sự xâm lược của Trung Cộng. Cái đó là truyền thống ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Les droits de l'homme, comme dans tous les pays communistes, malheureusement, ne sont pas respectés. C'est pour ça que je suis là. Tôi tham gia ngày hôm nay để vinh danh cờ vàng và để chống lại 99 năm của Cộng sản đang tiếp tục bán nước và bán nước cho tàu cộng. Lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ thiêng liêng gói trọn hồn thiêng sông núi của nhiều triều đài và kéo dài suốt hai thể chế Việt Nam Cộng Hòa, đã cùng với bước chân của những người Việt tị nạn đi khắp nơi trên thế giới và nay đã trở thành một biểu tượng của tự do, dân chủ và nhân quyền mà nhiều người đã phải hy sinh để bảo vệ. Rất là lớn lao, tôi có thể đổi mạng sống của tôi để bảo vệ lá cờ vàng. Cờ vàng này đối với tôi đó là cờ vàng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Chế độ của Việt Nam Cộng Hòa tồn tại từ mấy chục năm nay rồi. Thì tôi là một người Việt Nam Cộng Hòa, sống với chế độ của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi rất yêu màu cờ vàng ba sọc đỏ của tôi. Pour moi et pour beaucoup de monde, c'est vraiment un symbole de liberté. C'est le symbole que moi j'ai choisi, que mes parents, mes ancêtres et tous les autres ont choisi comme symbole de liberté à travers le monde. Trước mưu toan bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, buổi diễn hành cờ vàng cũng là cơ hội để nói lên sự căm phẫn. Một ngày cũng không đồng ý, một ngày cũng không cho, không bán đất nước cho nước Tàu. Một ngày cũng là bán nước, không có phải 99 năm, một ngày cũng không được. Để Đảng Cộng sản bán nước! Để Đảng Cộng sản bán nước! Để Đảng! Bán nước! Bán nước! 99 năm bán nước cho Cộng sản là tiêu tôn. Cuộc diễn hành vinh danh 70 năm cờ vàng Việt Nam tự do bắt đầu lúc 11 giờ dọc theo các đại lộ chính của quận 13 và kết thúc bằng cuộc hội thảo tại hội trường Mass. Quỳnh Như, một cô gái trẻ sinh sau năm 1975, cho biết cô không hề quan tâm đến tình hình đất nước. Cho mãi đến khi giàn khoan HQ981 đến vùng biển Việt Nam, cô bắt đầu tìm hiểu về lịch sử Việt Nam và nhận ra rằng em sinh sau, em không hề biết tới giá cờ, em không hề biết tới quốc ca và quốc kỳ. Nhưng mà khi em tìm hiểu thì em thấy tất cả những người ở Việt Nam như các cô chú anh chị đã từng sống với lá cờ thì lại có một cái niềm tự hào rất là đặc biệt, rất có nhân cách. Vous gardez là dans votre cœur et vous les vivre jusqu'au bout. Một cuộc tranh luận sôi nổi về cờ vàng ba sọc đỏ và cờ đỏ sao vàng.
Theo anh Lê Như Quốc Khánh, dạy cho một đứa trẻ để nói không hiểu lá cờ Việt Nam Cộng Hòa thì rất khó, nhưng anh đã thành công để dạy cho con anh. Tôi thành công trong chuyện dạy cho nó hâm cái lá cờ đỏ sao vàng. Xin hãy cuộc diễn hành thành công với hơn 500 người đến từ khắp nơi. Phần văn nghệ đã chấm dứt buổi kinh doanh cờ vàng vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày. Từ Paris, Tường An, tương trình cho đài SPTN.